Rồi, mình xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh nha. Nay mình cũng về được mớ máy anh em, lên clip cho anh em mình xem. Anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin số điện thoại mình 0916707404 nha anh em, cũng là số Zalo ha. Mình nhắc lại những anh em mới xem kênh mình bán thì có hai hình thức thôi. Anh em chuyển khoản đủ thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy tiền ship nha anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật điện 100V. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha, để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha anh em. Rồi, trước khi xem anh em cho một like nha, mình phải nói là cảm ơn anh em rất nhiều ha. Rồi, mình vô nha anh em. Đầu tiên là một cái mài đây nè, một cái mài Hitachi. Đấy. Cái này là điện 100V, nó 550W nha anh em. 550W. Lưỡi là lưỡi 100 ha. Cây số 1. Cây số 1 300 nha anh em. Cây số 1 300k. Cây số 2 là một cái mài nha anh em, một cái mài Bitman ha, điện 100V, nó 500W ha, cũng là lưỡi 100 ha. Cây số 2. Cây số 2 300 nghe nè. 300. Cây số 3 là một cái mài Mitachi. Bắt in ra băng, cái này điện 100V. Nó 550W nha anh em, cũng là lưỡi 100 ha. Lưỡi 100. Mấy cây này nồi đồng của đá này chạy không biết năm thình bảo lục nào nó hư anh em. Giá nên là giá mình giá phải nói là giá hơi cho anh em mình mua về sử dụng ha. Cây số 3 300 nha anh em, 300. Cây số 3 300. Cây số 4 là một cây Toshiba đây anh em, cây này phải nói nó quá đẹp nha anh em, quá xuất sắc. Phải nói là quá xuất sắc luôn. Cây này là điện nó 100V, nó 510W nha anh em, 510W, cũng là lưỡi 100 ha. Toshiba. Máy lạnh, máy giặt, máy ấy này nọ là Toshiba, nhưng mà máy mài Toshiba thì thôi anh em khỏi phải suy nghĩ nhiều ha. Hàng chất lượng của nó thì khô đạn anh em. Anh em vô miếng dầu cái là ok ha. Khô đạn. Cây số 4. 350 nha anh em.
4, 3 rưỡi. Cây số 5, cây số 5 là một cây mài Makita ha anh em. Điện 100V nó 570W ha. 570W. Đấy. Lưỡi 100 nha anh em. Mấy cây này là phải nói là cực kỳ đỉnh. Nó có cánh chỗ này miếng anh em. Có cánh chỗ này miếng nè. Đấy. Cây số 5. Cây số 5 350 nha anh em. Cây số 5 350. Tiếp theo là một cây mới mài VIP nha anh em. Phải nói là đỉnh luôn, đỉnh của đỉnh. Cái này là Hitachi nha anh em. Cái này là điện 100V. Nó 620W. Lưỡi cũng là lưỡi 100 nha anh em. Phải nói cái này là chưa xài tới, chưa sử dụng ở Việt Nam mình. Bên Nhật cũng chưa sử dụng luôn. Đấy anh em, phải nói là cực kỳ đỉnh luôn. Cái tuổi thọ nó chưa xài cỡ này thì anh em nói là nó sẽ nó sống lâu cỡ nào. Sống trăm tuổi già. Hết hồn đây. Quá whip nghe nè. Anh nói là whip nghe nè. Cái này mua về để ngắm cho không dám xài luôn em. Phải nói nó quá đỉnh. Quá đỉnh luôn nha. Cây số 6. Cây số 6 500 nha anh em. Phải nó đẹp, phải đẹp vô đối luôn nha. 6 500. Tiếp theo một cây đỉnh tiếp đây nha, một cây Hikuki. Đấy. Phải nói là VIP nha anh em, phải nói là không còn gì để phải suy nghĩ cái độ đẹp em nói hết. Hikuki, cây này điện 100V, nó 720W. Lưỡi 100. Kẽn ken kèn ken. Đấy. Quá đỉnh nha nè. Cực kỳ đỉnh. Không còn gì để chơi nha. Hàng chưa bút siêu luôn nha. Cây số 7. Cây số 7 500 nghe nè. Cây số 7 500. Cây số 8 là một cây mài khuôn nha nè. Một cây mài khuôn. Có điều tóc nè nè. Có điều tóc ha. Đây cái cốt này nó gài nè, rồi anh em đây gắn mũi vô ha. Đấy. Cái này là điện 100V, nó 100W nha anh em. Sản xuất tại Limited ha. Hàng chánh nội địa Nhật. Nó chỉ sản xuất cho dân nó xài thôi. Lọt qua Việt Nam thì xài ghiền luôn. Đây anh em, đấy. Là cấp 1 ha, anh em muốn lên nè. Lên, lên nè, lên. Đấy. Đấy, quá cỡ ha.
cây số 8. Cây số 8 400 nghìn em. Cây số 8 400. Cây số 9 là một cây VIP đây anh em, một cây cưa kiếm. Cưa kiếm thuộc gì là cái loại này là loại là cưa đa năng nha anh em. Anh em là cưa ống nước trong hốc trong hẻm, bất cứ là tỉa cây, tỉa cành, cắt rễ, bứng mai, bứng đào, bứng này nọ ha, các thứ là cây này phải nói là ok nha anh em. Cây này là điện 100V nó 350W nha. Đấy. Đấy, ngon lành cành đào, ngon lành cành quất. Cây số 9 450. Đấy, anh em thấy phù hợp thì hãy gọi cho mình. Đây, cây số 9 450. Cây số 10 là một cây mài đây nè, một cây mài đây, mài nhám, mài nhám, mài bóng gì nè anh em. Đánh nhám đánh bóng gì nè. Đấy, cái này là dán nha, dán vô ha. Đây nó gạch gù, cái này phải nói là cỡ nào đưa cũng được hết trơn anh em. Cái này nó là điện 100V. Đấy là 60W anh em, 60W. Đấy. Đây nè, đấy. Đây nè, đấy, vậy là đánh rồi ha. Đây nè. Anh em muốn nghiêng chỗ nào, nghiêng qua nghiêng lại gì được hết trơn nha anh em. Đấy. Đây nè. Có ok không? Đấy, nó cần cù là cù rồi nè. Đấy, cái này là nó gục gặt, phải nó là coi cái miếng này nó cao su này, cao su dẻo ha. Đấy, cây số 10. Cây số 10 400 nghe anh em. Cái số 10 400k. Cây 11 là một con nhám ruby đây anh em. Nhám ruby. Cây này là điện 100V, nó 190W. Liberty ha, Liberty ha. Hàng nội địa của Nhật ha. Dân Nhật mới được xài Liberty thôi. Đây nè. Ngọt ngào ha. Cây 11. Cây 11 350 nha anh em. Cây 11 350. Tiếp theo là một cây cưa lộng đây anh em. Chữ Nhật không? Đá lưỡi nè ha, nó có đá đấm gì nè anh em. Cái này điện 100V 550W nha anh em. Năm trăm năm mươi quát đấy, có đá lưỡi nha anh em, có đá lưỡi nè, đá đấm gì đấy. Đây. Đấy nè. Con ngon lành ha. Đấy, mới chưa xài luôn anh em.
cây 12. Đó. Dạ. Bán được không anh? Được. Cây 12 350 nghe anh em. 350. Tiếp theo là một cây khò đây nghe anh em. Với một cây thổi. Cây thổi này cây thổi Ruby ha. Cây này điện 100V. Nó 390W nghe anh em. Đấy. Cây 13 350 nha anh em. Cây 13 350k. Đấy. Tiếp theo là một cây khò nóng đây anh em, một cây khò nóng ha. Về anh em muốn khò gì khò ha. Cây này là điện 100V, nó là một kVA là 1000W nha anh em. 1000W ha. Nó nóng lắm nha anh em. Nè nó giọt nha anh em. Đấy. Đấy nè, giọt rồi ha. Nó có hai cấp nha. Cái này anh em khò da gà, da vịt gì ha. Về mồi nhậu thì thôi đừng nói tới luôn ha. Đây nè. Cây 14. Nó nóng mà nó bay khối luôn nè. Cây 14 400 nghe nè, 400. Cây 15 là một cây bào bốt nghe nè. Một cây bào bốt. Cái này điện 100V, 450W nha. Lưỡi nó lưỡi 82 nghe nè. Bốt. Đấy. Cái lục giác nè, có cái lục giác luôn ha, lục giác cho anh em mở tháo vậy đấy. Cây 15 450 nha anh em. Cây 15 450. Cây 16 là một cây mài với một cây bào Hitachi anh em. Mình viết cũng lộn ha, bào Hitachi lưỡi bọng này nọ là ok nha anh em. Đấy. Cây này là điện 100V. Nó là 460W, lưỡi là lưỡi 82 luôn nha anh em. Chụp bên 98 hay là bên cây. Nó hơi cỏ cỏ vậy anh em tháo ra vệ sinh cho mình ha, mình bán giá cho anh em vệ sinh luôn. Cây 16 500 anh em. Anh em nào mua cái này mình bớt cho chục rồi vậy đi, về cho anh em về tháo ra vệ sinh rồi.
để vậy là xài vẫn ok anh em, không có gì hết. Tiếp theo là một cây nhám tăng nè anh em, nhám tăng ha, nhám tăng Makita, cây này điện 100V nó 650W. Đấy. Nhám nó là nhám 76 nghe nè, 76 ha. Đấy. Rồi hình em nói là ok anh em. Đấy. Anh em muốn làm nhắm băng thì anh em làm trên kệ, anh em muốn mài giữa cái gì cũng được hết trơn nha anh em. Đấy. Cây 17 cây này 750 nha anh em, cây 17 750. Trời ơi. Cây 18 là một cây cắt gập lên nè, cây cắt gập nhưng cái lưỡi này nó là lưỡi cắt rổ nha anh em, lưỡi cắt rổ ha. Cây này điện 100V nó 1050W ha, lưỡi nó làm cái này nó không, cái lưỡi nó không để nhiều anh chơi anh em, lưỡi này nó chắc 125 anh em, lưỡi 125 vậy anh em gắn lưỡi tắt rồi vô là ok ha, cắt gập. Cây 18 400, cái lưỡi nó lại lưỡi cắt cặp này nó là lưỡi nằm ở bên trái nha anh em, anh em kiểm soát đường cưa mình phải nó rất là dễ nha. Đấy, lưỡi nằm ở bên trái, cây 18 400 nha anh em. Mình đụng cái máy nào chụp cái máy nào lên máy nấy nha anh em. Cây tiếp theo là một cây fan Hitachi đây nè, nó có điều tốc ha, cây này điện 100V nó là 600W nha anh em, đầu kẹp 13 ly ha, cái đầu này phải cái đầu giá trị nha anh em, đầu khoan này là đầu khoan giá trị ha, cái đầu nó mua là mấy xị đó nè. Anh em giảm xuống nè anh em, đấy cấp 1 ha, anh em giảm lên, anh em muốn lên đấy nè, đấy. Cái này là búa là anh em dặn qua nha, anh em dặn qua búa nè anh em. Đấy, dặn qua là mình có một cái búa. Đấy, có búa ha. Còn ở đây là anh em cấp 1, cấp 2 nè ha. 1 thì anh em để tới, cấp 2 để đây ha. Nó có búa ha. Đấy nè, đấy. Anh làm ha. Có điều tốc ha. Cây 19 cây này 500 nghe nè, cây 19 500, cây 19 500k, cây 20 là một cây mài dây đây nè, một cây mài dây đây, cái này nó cái mũi nó bằng thép nghe nè, nó nhám nè, ở trước này nó mài nó điêu khắc gì nè anh em. Đấy, nó điêu khắc điêu khiết gì đó. Còn này là cái việc mài này nè. Đấy, cái việc mài thôi. Đấy nè. Chạy ha. Đang chạy nè. Đấy, nó đang lăn ngon lành ha nè. Dây. Đấy, anh em muốn điêu khắc gì đó anh em. Đấy. Cây số 20 cây này 500 nghe anh em, số 20 500k, cây 21 là một cây cắt nên
một cái cắt ha, một cái cắt, cái cắt này cắt mi ta chi nha anh em. Đấy, lưỡi nó là 125 nha anh em, lưỡi 125 ha, có eto kẹp nè ha. Đấy, anh em muốn cắt gì cắt ha. Vậy cho nó dễ ha. Tem nó nằm phức ở dưới này không có thấy đâu anh em, không có thấy cái tem, thấy luôn đấy, nó đang là lưỡi đá nghe nè anh em, cắt gì cắt ha. Cây 21 cây này 600 nghe nè, cây 21 600k. Cây 22 là một cây cưa đây anh em, một cây cưa Hitachi keng nha anh em, quá keng ha. Cây này điện 100V. Nó là 11A, 1050W, lưỡi nó là 190 nha anh em, lưỡi 190. Đấy. Đây. Đế là đế nhôm ngon lành. Quá đẹp nha anh em. Em nói quá đẹp ha, ốc còn vàng ống ánh luôn, dây dài tơ tơ kéo tới nhà hàng xóm luôn. Đấy nè, nó cực kỳ vip ha. Đấy, cây 22, cây 22 cây này 550 nha anh em, cây 22 550, cây vip theo đây nha. Cây 23 là cây, cây này điện 100V, nó 12A, 1140W, lưỡi nó là 190 nha anh em, lưỡi này là lưỡi 190, lưỡi chưa sử dụng luôn nha, lưỡi chưa sử dụng luôn. Nó là quá kia, dây dài từ nhà đến trường luôn nha. Đây là có đèn nguồn nha anh em, cái này lên là có đèn nguồn đây ha, có đèn dưới nha anh em, đây có đèn ha, đây có đèn ngon lành nha anh em. Đấy, cực kỳ ha, cái này phải hàng hệ nha anh em, hàng này phải nói là bích có lắm. Cây số 23, cái này 600 nha anh em, 23 cái này 600. 24 là một cây cưa đây anh em, cây cưa Makita, cây này điện 100V, 1330W nha anh em, lưỡi nó là 185 ha, lưỡi 185 đây nè, đây à, lưỡi Makita nè anh em, lưỡi là chưa sử dụng luôn, lưỡi Makita luôn. Cây 24, cây này 650 nha anh em, cây này 650. Tiếp theo là một cây cưa xích nha anh em, một cây cưa xích Hikuki ha, cưa xích Hikuki, cây này điện 100V,
nó là 770W ha, mới ken luôn anh em. Nó là Hikuki ken luôn. Đấy nè. Hikuki. Đấy, làm nó làm 36 nghe nè. Làm 350. Mắt hơi rít rít nha anh em, vậy anh em kiểm tra là giùm mình có mắt nó hơi rít ha. Đấy, ngon lành thế nha. Rồi cây 25, cây này 550 nha anh em, 25 550, cây 25 550, cây 26 là một cây cưa xích Shinawa hết nè, cưa xích Shinawa, cây này điện 100V, 100V nó 1300W nha nè, 1300W Shinawa, làm nó làm 36 nghe nè. Đấy anh em thấy ngon lành ha, ngon lành thành quốc ha. Đây nó là cái cây này, nó y chang như có số nghe nè, y chang như cái số luôn, số xe luôn đó nè. Đây bớt về máy vẫn chạy nhưng mà là nam không lăn nha anh em. Đây máy chạy mà nam không lăn. Đây bắt đầu mình cài số nè anh em, đi trang như mình giật nó vô. Đây bắt đầu là chạy nè anh em. Còn mình đẩy tới này là nam nó không lăn nha anh em. Kéo vô là lăn đi trang như cài số rồi nè. Đấy đây nó 1.300 là nha, cây 26, cây 26, cây này 700 nha anh em, 26 cây này 700. Tiếp theo một cây mài đây nè, một cây mài 5 phút nữa mài hay đó. Cây này điện 100V, nó 170W, đá nó là đá 125 nghe em. Anh em thấy đẹp ha. Đấy. Ok ha. Đấy. Đây nè. Chạy luôn luôn anh em, tại nó có cái bàn này mình để dưới nó kêu kêu đấy. Đấy. Đá này nó hơi mỏng mỏng như nó mài lưỡi cưa nghe anh em, nó mài lưỡi cưa hay gì đó, hai bên hết á. Đẹp ha, tướng đá đẹp luôn rồi. Cái 27 này 800 nghe anh em. 800k. Rồi clip mình nay có nhiều máy đó anh em. Anh em thấy phù hợp cái máy số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin. Số điện thoại mình 0916707404 đây nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh. Anh em nào đăng ký rồi cho một like. Mình cảm ơn anh em rất nhiều ha. Thôi chào anh em. Hẹn anh em ở clip sau.